nhờ được trách nhiệm của mình là phải tìm ra vị lãnh đạo được tất tụ được tài để lãnh đạo nhân dân. Và qua đây em cũng mong muốn gửi gắm nguyện vọng của mình đối với các cơ vị lãnh đạo được bầu ra là hãy quan tâm về giáo dục và quan tâm đến giáo dục và thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên học sinh ạ. Cầm lá phiếu trên tay, cân nhắc và sáng suốt lựa chọn để bầu ra những người có đức có tài vào Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là một việc làm có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Hãy hiểu ý nghĩa lớn lao đó mà mỗi cử tri cần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình.